Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bài tập giảm cân đốt mỡ hiệu quả cao. Bài thứ nhất, đi bộ từ chậm đến nhanh. Sau đó chạy bộ nhé. Tiếp theo tập nhảy cầu thang. Và sau đó leo núi. Tiếp tục với bài tập đấm tốc độ. Sau đó các bạn chống đẩy nhé. Tiếp tục với bài tập đập bóng. Các bạn nghỉ giữa mỗi hiệp 1 phút. Và không thể thiếu bài tập nhảy dây. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Các bạn chờ xem nhé. Và đây là kết quả của buổi tập.